Dương Chính Nghi, ra chịu chết đi. Nhà Thanh Quang Túy năm 11, ngự sứ An Hiểu Nhân lên sớ, nói thẳng là phê bình Liên Lý Anh can thiệp vào triều chánh, khiến cho Từ Hy nổi giận, ra lệnh cho tổng bộ đầu của phủ Khai Phong Dương Chánh Nghi tới đây giết cả nhà An sứ. Dương Chánh Nghi không muốn giết lầm trung lương, đã cung khai kháng lệnh, đã lén thả đi chính mạng người của nhà họ An, nhưng cũng vì đó đã bị lây họa diệt môn, bị triều đình hạ chỉ tập nã, và từ đó đã dắt con thơ phiêu lãng thiên nhai, người xưng là Đại Đao Dương Ngũ. Cha có chuyện quan trọng phải đi làm. Những chuỗi ngày sau này sẽ càng hung hiểm, nhưng cha quyết định không hối hận về con đường của mình đã chọn. Con là con của cha, nhưng con cũng có quyền chọn lựa con đường của con đi. Việc này phải tùy con. Nếu mà con chọn cây đao này thì nghĩa là cùng sanh cùng tử với cha. Nếu mà con chọn chồng chống, cha sẽ đưa con đi kiếm mẹ của con. Con à, con đã nghe rõ chưa? Con tự chọn đi. Tại sao con lại chọn cái đao? Con có biết đi ở với mẹ của con có lẽ sẽ tốt hơn không? Chết! Mười! Ê, đừng mời cứu đó ha. Vị đại gia này quả thật là lợi hại nha. Mười búa rồi vẫn không đổi mặt, không bị xỉn. Nếu đập thêm mày cứu á, chắc tôi quyết định nó không chịu nổi đâu. Đại gia hả? Đập mười cứu rồi đó. Cảm ơn nha, xin 10 đồng. Cảm ơn nha. Cái gì bà con chú bác? Tiểu huynh này đã tập nội gia công phu. Có bà con này, cô bác này uống dập thử á, chỉ có đồng tiền thôi, đừng đập cú. Vô đi, đập không hả? Vô thử đi. Một đồng cú, vô đi. Mời. Lý Tổng quản đại nội, để tránh Dương Ngũ trả thù, muốn nhổ tận gốc, đã phát ra mật lệnh, ra lệnh kỳ chủ chánh Bạch Kỳ sát đô đô thống. Tới một tháng phải lấy đầu người của Dương Ngũ.
Chuyện gì chứ? Xin lỗi nha. Có gì mà? Ê, chúng tôi uống trà mà. Xin lỗi nha. Ê, là cái gì đó? Đi đi. Kỳ chủ Chánh Bạch Kỳ sát đồ đồ thống đó. Đi mau đi, còn nói gì nữa? Bẩm đồ thống đại nhân, Lý Tông Quảng đại nội có lời nhắn tin. Nghe nói bây giờ là ở... Các vị đại gia, một đồng tiền một cú. Chỉ bỏ đồng tiền thôi, đánh đường cú. Vô thử đi, vô thử đi. Có tài cán thiệt đó. Bỏ chiến đồng á, đánh đường cú liền à. Vô thử đi, vô thử đi, vô thử đi. Ngầu. Ngầu à. Để kiếm đại phu tráng đi. Một làn vàng. Ngầu à. Ngầu à, vàng đó. Vừa rồi Tiểu Phấn nhìn thấy cái chồng trống này cứ đòi mua hoài à, có đẹp hay không? Chuyện gì? Anh còn lo lắng việc thả đi ăn đại gia đó hả? Thả đi ăn đại gia là việc thiên kinh đại địa, sao anh lại lo lắng chứ? Bây giờ anh chỉ nghĩ là anh là một bộ đầu, phải bắt giết gian thần thì mới đúng. Bây giờ anh lại phải đi đối phó, anh thì không biết phải nói sao nữa. Bây giờ Từ Hy Thùy Liên tính chính gian thần đương đạo, em thấy là tướng công hãy tự nghĩ cho mình anh mới được. Nếu như không... Thôi đi, em đừng có nói chuyện này nữa. Hôm nay ba người của mình được ở chung với nhau. Nghe nói đằng trước có một ngôi miếu, có ông Bồ Tát linh lắm. Hay là mình đi xin cho tỷ phóng một quẻ xăm nha. Dạ được. Xét ra thì cả nhà mình đã lâu không được đi chơi chung rồi. Tới chào biệt em. Sau khi chào biệt, anh và Tiểu Phấn sẽ rời khỏi chỗ này. Sớm muộn gì thì ba người của mình cũng sẽ được ở chung với nhau. Thiệt là phụ tử còn hiếu khiến người ta cảm động. Sát đồ, ngươi đừng lo, chỗ này không có ai mai phục đâu, chỉ có mình ta thôi. Nhưng mà ngươi thiệt sự ý, dám tới đây phúc liêu vợ của ngươi, không sợ chết hay sao đây? Ngươi không sợ ta? Hôm nay là ngày mặt thất của vợ ta, cho dù đã giàn thiên la địa võng ta cũng về mà. Tốt, quả nhiên là đại đao vừa ngủ, có tình có nghĩa. Nhưng tiếc là ngươi là tội phạm của triều đình, nếu không ta có thể cho ngươi con đường sống. Sống chết đã định rồi, nếu như ông trời phải bắt ta chết, ta cũng không muốn nói thêm nữa.
Ra tay đi. Ta thì không biết cái đau của người làm sao có thể sắp ngang hàng với cái thương của ta. Chăm sóc cho con của người, cho dù thắng người cũng chẳng ý nghĩa gì, lần sau không may mắn gì đâu. Ê, mua vô đi. Cảm ơn. Ê, bên đây mua đi. Cảm ơn. Dạ, cần cá đi. Dạ, rau cải tươi nè. Dạ, đại nhiên không cần gì. Mua vô một bó cạo nè. Rau cải tươi lắm nè. Mua đi. Xin lỗi bác hai. Được bác hả? Xin lỗi nha. Thiếm Mai à, cái con của thiếm lựa đã tốt rồi, có phải không? Không, cái con này không có được khá lắm đâu. Khí quẩn hình như không được tốt. Nè cô nương à, bây giờ cô chọn heo là chọn chồng đây. Heo của ta đây sắp bị cô chơi hết rồi. Chú à, tôi mua con heo dùng để làm heo giống mà. Nếu không chọn con tốt mà mốt sanh con ra làm sao mà được tốt chứ. Bộ chú không có học ưu sinh học hay sao? Thầy kệ cô xin gà là xin heo. Bây giờ có mua hay không? Được rồi, được rồi, tôi lấy con này. Một lượng phải không? Cái gì một lượng? Năm lượng đó. Vừa rồi nói là một lượng một con mà, lựa con nào cũng được. Này cô nương à, cô biết là mua heo giống tốt, mà heo tốt thì sẽ sanh nhiều gấp 5 lần, cho nên tôi lấy cô gấp 5 lần tiền thôi. Ông nói cái gì đây? Vừa rồi ông nói một lượng một con, bây giờ muốn lên giá hả? Hết trời, sao cô phiền phức quá vậy? Thôi tôi má cho cô nữa đâu. Nè bà cô chú bác à, các người nói đi. Vừa rồi ông nói là bán một lượng một con, bây giờ để tôi lựa xong rồi thì ông nói là 5 lượng một con. Thử hỏi làm như vậy có được hay không hả? Không được. Ai không được, không được. Ê, tôi không thèm bán nữa đâu. Không thèm bán nữa. Đi cho các. Nè, ông khoan đi đã. Nói cho rõ ràng rồi mới được đi. Vừa rồi nếu như ông nói là 5 lượng một con thì tôi trả ông 5 lượng. Nhưng mà ông nói một lượng một con thì bây giờ ông nhất định phải bán một lượng một con. Làm ăn thì phải giữ tín dụng. Ông không giữ tín dụng thì có nghĩa là gạt tôi. Gạt tôi là lừa bịp tôi. Tôi bắt ông phải đi gặp quan với tôi. Đi đi, theo tôi. Ê, đừng giỡn chơi nha. Anh ta sống không bao giờ vô cửa quan. Nhất định không đi với cô đâu. Vô tới quan phủ á, bao nhiêu tiền cũng có đủ mà đưa đâu. Cô muốn sao thì sao đi. Người ta sợ cô lắm rồi. Thôi được rồi, bớt phân nữa. Phân nữa được chưa? Một lượng là một lượng mà. Nè, một lượng. Ta không có gạt người đâu. Cảm ơn ạ. Ê, hết chuyện rồi. Thôi đi đi. Con heo lắm đi mất rồi. Ê, để ta giúp cô. Ừ. Nè, được rồi. Cảm ơn. Ý, túi tiền của mình đâu rồi? Nè, đừng có chạy nha. Trả túi tiền lại cho ta. Đừng có chạy nha, trả túi tiền lại cho tôi đi. Đừng có chạy. Đừng có chạy nha. Trả lại đây đi. Đừng có chạy. Trả lại túi tiền cho ta. Mau lên. Trả lại túi tiền cho ta. Lấy ra, trả đi. Đừng có chạy nha. Lăn ra, lăn ra đi. Lăn ra đi. Lăn ra đi. Lăn ra. Gõ đầu. Có cần giữ lấy cái gì không? Làm gì dữ vậy? Có tiền, có tiền. Có 2 đồng thôi hả? Cái thằng ăn trộm kia, ngươi đừng có chạy nha. Trả túi tiền lại cho ta đi. Trả túi tiền lại cho ta. Đừng có chạy. Nè.
đúng lúc, anh chạy vô trỏng rồi, rồi sao mau đi. Mở lên. Coi người chạy đi đâu. Ê, bây giờ cái gì mà ghê quá vậy? Tiền đó. Chính là hắn. Hắn đã giữ túi tiền của tôi, đi bắt hắn mau đi. Nè, hãy trả lại túi tiền cho ta đi nha. Anh lính à, mau bắt nó lại đi. Cái gì lính đi ca? Ta tự thú. Vì cô đương, ta biết lỗi rồi. Trả cho cô, trả nè. Lên. Ây, dễ sợ quá ha. Chuyện lớn rồi. Buông tôi ra. Nè, ông làm cái gì mà bắt tôi vậy hả? Quan tham kiếm nó đóng lại, nhưng tội phạm như cô đã trúng một dao của ta, hắn chạy không được xa đâu. Tuy nhiên bây giờ phải người rừng theo. Khủng long Dương của thu về ta, chừng nào tới với ngươi. Nô tài không dám. Ơi giờ mưa rồi, đi về đi. Thôi đi về đi, về đi bà con, hết chuyện rồi, về đi. Cười, bây giờ ngươi còn nhỏ thì chưa biết sợ mà. Mai mốt người lớn rồi sẽ sợ hơn ta đó. Bị sốt rồi mà còn cười nữa hả? Hãy ngoan ngoãn nằm xuống đi nha, sẽ lành lại mau lắm. Ngoan nha. Mình quên mang thuốc rồi. Cổ tay của người bị viêm như vậy nhất định là bị trúng độc rồi.
bị cả đám quan lính rượt bắt, nhất định không phải là người tốt đâu. Nhưng mà ai biểu mình là y sĩ chứ. Hôm nay người thì là mày phước, ta sẽ chữa lành lại cho người. Người nằm yên đi, người đã bị trúng độc rồi. Nhưng người đừng có lo, ta sẽ chữa lành lại cho người mà. Ta là y sĩ, không phải là y sĩ ta mà là y sĩ Tây. Ê, người đừng có đụng tới đó nha, nó dụ thuốc thôi. Nha, ta có thể chữa lành lại cho người mà. Người đi đâu đó hả? Ta không tin cô đâu. Người tin cũng được, không tin cũng được. Con của người bây giờ bị sốt cao lắm, người lo cho nó không nổi đâu. Để cho ta chữa cho nó đi. Chuyện gì? Chữa bệnh cho người, ta chích thuốc mê cho người để mà làm thủ thuật cho người thôi. Ta không cần cô chữa đâu. Nha. Không cần phải sợ đâu, thuốc mê thôi. Một lát nữa làm thủ thuật sẽ không bị đau. Nè, ngươi làm gì đó? Khi ta làm thủ thuật cho cha của người, ta phải nói rõ ràng với người nguyên nhân làm thủ thuật lần này. Nè, người cũng thấy rồi, cánh tay của cha người bị viêm dữ lắm, chất độc đã lên tới bả vai. Nếu còn không chặt tay của hắn đi thì tính mạng sẽ bị nguy hiểm. Người là người thân duy nhất của hắn, với hoàn cảnh này ta phải có trách nhiệm trưng cầu ý kiến của người. Người có phản đối không? Không lên tiếng tức là không có ý kiến. Sau khi ngươi tỉnh lại thì ngươi sẽ cảm ơn ta.
ngươi không làm thủ thuật thì sẽ bị chết đó. Nè, con à, mình cùng nhau đi kiếm mẹ của con. Nè, ngươi đi là sao? Nó là con của ngươi đó. Nè, cô tránh ra đi. Ngươi hay người ta nói đi. Nè, ngươi đi đâu vậy hả? Nè, ý. Tại sao ngươi không gỡ mấy con đĩa xuống? Mấy con này có thể hút độc ra mà. Vậy cũng tốt, ít ra ta không cần phải chặt tay của ngươi. Cánh tay đó là của ta mà, không có ai có quyền chặt nó. À phải, con đĩa có thể hút máu, nghĩa là nó có tác dụng để mà giải độc. Con đĩa có thể hút chất độc. Ngươi cho ta coi nó thử nha. Ngươi tin ta một lần đi. Con của ngươi bây giờ sốt cao lắm, cứ như vậy hoài e rằng nó sẽ bị chết đó. Ở đằng trước cách đây không xa là cái làng của ta ở, chỗ đó ta có để rất là nhiều thuốc, có thể chữa lành lại cho nó. Đĩa đó chỉ giúp cho người hút máu độc ra thôi, nhưng mà con của người đã bị sốt đó. Ta sợ là nó không chịu nổi bao lâu đâu. Nha, người có phải là điếc hay không? Nếu như con của người tiếp tục phát sốt như vậy thì nó sẽ phát cơn và nổi điên lên. Người có biết là hậu quả như thế nào không? Nha, người có phải là thiệt điếc hay không vậy? Làm như vậy cũng vô dụng thôi. Con của ngươi bây giờ không phải là bị sốt đơn giản như vậy đâu. Ngươi đừng có lấy những cái thứ cỏ cây bậy bạ để mà đắp cho nó, chứ không có lành đâu. Ngươi hãy tin ta đi, để cho ta chữa cho nó. Nó sẽ chống nổi mà. Ngươi điên rồi sao? Con của ngươi nó chỉ là một em bé thôi, nó chống được ngày hôm nay nhưng mà chưa chắc chống được tới ngày mai mà. Tính mạng là của nó, nó sống hay là chết là chuyện của nó. Con đừng có xen vào chuyện của chúng tôi. Ta chỉ lo lắng cho con của người thôi, người hãy nghe ta nói đi.
ngươi tin lời ta đi có được hay không? Ta biết lần trước ta muốn chặt tay của người xuống thiệt là hơi quá đáng, nhưng mà không có nghĩa là ta không biết chữa bệnh cho người ta mà. Trong nhà của ta có thuốc có thể chữa lành lại cho con của người. Người hãy tin ta đi. Quay. Thôi được, ta phải làm việc gì thì người mới chịu theo ta vô làm của ta. Ta chỉ không muốn nhìn thấy đứa con của người bị chết thôi. À! Nè, ngươi không thể thấy con chết mà không cứu, huống chi ta là bác sĩ. Ngươi tin ta một lần đi. Vậy được. À, được. Ở đằng trước, đi thêm nửa canh giờ là tới làng của ta rồi. Tiền này phu gì tới rồi? Chào Tịnh Đi Hiệp. Trưởng làng, đây là con heo giống tôi mua về cho các người. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn Tiền đại phu nhiều lắm. Xin đừng có khách sáo, ta giúp được các vị ta cũng thấy vui lòng mà. Cô thiệt là giúp đỡ chúng tôi thiệt là không ít đó. Để ta giới thiệu người bạn cho các người biết. Đây là bạn của ta, Kỳ Đại Ca. Kỳ là Kỳ Đà đó. Kỳ Đại Ca. Dạ phải đó. Ta quen biết với anh đó dọc đường thôi. Ý, con quá bị sốt cao, ta đưa về đây để mà chữa bệnh. Bạn của cô là bạn của chúng tôi thôi. Phải. Mong là hắn không có chê dùng quê hẻo lánh nghèo mạt này. Đừng có trách là tiếp đãi chậm trễ. Phải rồi. Xin đừng có nói như vậy, thì là xin lỗi đã quấy rầy. Anh đừng có xấu mà. Đừng có xấu. Ngươi đừng lo, ta đã chích thuốc cho nó rồi, sẽ được lành lại mau lắm. Nín đi, ngoan. Cảm ơn nha. Múc chén cơm cho họ ăn đi. Múc cho đầy nha. Được. Để ta. Nè, lại đây. Ăn cơm nè. Chị Lâm à, như vậy không được đâu. Cơm nước này. Sao không được? Đại gia, dân nhà nghèo chúng tôi không có đồ ăn ngon. Ăn cơm trắng cho đỡ đói đi nha. Chị Lâm à, anh chị không đủ gạo để mà ăn qua mùa đông năm nay, chúng ta đâu có thể ăn thêm nữa. Sao cô nói như vậy? Một hai chén cơm trắng đâu có đáng gì đâu. Cô thường hay giúp chúng tôi, chúng tôi thiệt đã nợ của cô nhiều rồi. Đại gia, để ta ẵm đứa nhỏ cho, ngươi ăn cơm đi. Nè. Thiệt làm phiền bà nhiều. Đừng khách sáo. Nó đã giảm sốt nhiều rồi, bây giờ đã ngủ được ha. Nó thiệt dễ thương quá. Đại phu à, nếu như không nói, ta còn tưởng là con của cô chứ. Người ta là con gái nhà lành mà, đừng ăn nói bậy bạ được không? Đại phu à, xin đừng có trách nha. Cái bà nhà quê này á, bà không có hiểu gì đâu. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Bé thích cây thánh giá này hả? Chị đưa cho bé nha.
Cây thánh giá này đây là khi ta học y sĩ ở nước ngoài một bà sơ tặng cho ta. Ta thật là không hiểu tại sao cô lại chịu ở mấy nơi này. Tại vì dân ở đây nghèo quá, không có tiền coi bệnh, cho nên ta ở lại đây để giúp họ. Người nhà của cô đâu? Lúc xưa cha của ta làm quan, chỉ vì ông làm người quá trung thực, bị gian thần hãm hại để giết sạch hết nhà của ta. Khi ta đi học trở về rồi mới biết. Cho nên ta ở lại đây, một là có thể trốn tránh họ, hai là có thể giúp người ta. Ui, Tiểu Phấn à, trả thời gian chuyện như chị đi. Không sao đâu, nó thích thì cho nó đi. Vô coi thử em. Cáo thị ghê quá vậy. Thôi chuyện gì đây? Cái này tầm nã gì đây chứ. Để coi coi. Có gì làm gì chen lắm vậy? Để nó đi. Ôi da, bắt được là thử 10 lạng bạc đó nha. Wow. Thôi thử tới 10 lạng bạc đó ha. Dễ giàu gì. Đại đào dừng ngủ đó, nghe nói là ở Khai Phong hắn một mình đã giết chết 89 người. Thế mà múa cây đao lên á là người bị rơi đầu liền à. Nhà sai có bắt gặp cũng phải bỏ chạy đó, người có biết chưa? Thiệt không đó? Dĩ nhiên là thiệt đó. Bộ tưởng không sợ chết sao? Ai nấy đều run cầm cập. Thì phải rồi, không có cái đầu lấy gì mà thất bính chứ. Phải rồi. Dương ngủ thu về ta. Bạn nữa cứ quyết định như vậy đi. Một tính mạng quán mà có thể cứu lại cả làng của mình. Còn nữa, 110 vạn lượng đó, 110 đó. Tuy là vậy, nhưng hắn là bạn của Tiền đại phu mà. Huống chi cổ cũng không có làm điều gì có lỗi với mình. Mình làm như vậy có vẻ như là hey, ta không phải là vì mình ta đâu, là vì chúng ta mà thôi. Thử nghĩ coi, ở trong làng của mình đó, có ai mà đủ lương thực để mà qua mùa đông này đây nè hả? Tôi nói vậy có phải là không? Nhưng mà Tiền đại phu đã giúp đỡ cho mình rất nhiều. Ê, Tiền đại phu là Tiền đại phu, còn hắn là hắn mà. Tiền đại phu dĩ nhiên là có ơn với mình rồi, nhưng mà mình cũng đâu có lấy quán trả ơn chứ có phải không? Dương Ngũ thì lại khác, hắn với mình chẳng phải là bà con bạn bè gì hết. Còn nữa, hắn đã bị quan phủ tập nã rồi, nhất định không phải là người tốt đâu. Mùi dạng lượng đó có ai chê tiền tanh hôi đâu. Hắn nhất định là kẻ đại gian đại ác phóng hỏa giết người mà. Mình cứ bắt nó để giao cho quan phủ, một là có thể thế thiên hành đạo, hai là mình lấy được 10 vạn lượng này để tới mùa đông chúng ta khỏi phải chịu cực khổ nữa. Hãy thử nghĩ coi, chúng ta đã bao lâu rồi chưa có ngửi được mùi thịt. Vậy cũng phải. Ê, thời buổi này đó, có ai mà không gặp khó khăn chứ. Mình làm như vậy có khác gì là đem bán tánh mạng của người ta. Bồ Tát cũng không phù hộ cho mình đâu. Bồ Tát phù hộ mình gì đâu nào, có cho tụi mình lương thực gì đâu. Bây giờ đây á, quan trọng nhất là mình phải nhờ sức của mình, có phải không anh em? Miễn là các người làm như vậy thì là không có phải đó. Thường thiền hại lý ta, không có đồng ý như vậy đâu. Sao vậy? Vậy chúng ta ngồi đây chờ chết hay là sao? Được rồi, coi đi. Ngươi cứ ngồi mà coi đi. Ngồi mà coi đi. Bây giờ ở bên ngoài có bao nhiêu người còn chịu đựng nổi đây nè hả? Các ngươi muốn làm sao thì làm đi, ta nhất định không đồng ý. Được rồi, bỏ mặt thì càng tốt. Sẽ chịu bớt một phần. Để ta coi, để ta coi cái tướng của người bị chết đói là như thế nào đây. Ngươi
Người nói cái gì đây? Người ác quá vậy? Bác hả? Bác đọc nói đi. Ơi, bỏ qua đi. Làm ơn bỏ qua đi. Nè, nếu mà có làm á thì mình phải làm chung. Nếu mà không có làm á thì mình đều không có làm. Cứ làm theo lệ của làng mình đi. Phải vậy không? Cần thêm nước nóng cho ông hay không? Không cần đâu. Chờ, coi chừng đứa nhỏ bị lạnh đó. Để ta mặc áo cho nó nha. Hả? Trả đứa con cho ta. Dương Ngũ, ngày hôm nay ngươi chạy không có thoát đâu. Chúng ta đồng người như vậy, không sợ gì ngươi đâu. Trả đứa con cho ta. Ngươi đưa đầu ngươi cho chúng tôi đi. Ta hứa với ngươi là sẽ chăm sóc nó như là đứa con ruột của ta. Nếu như không, ta không nể tình đâu. Ta sẽ quăng đứa con người xuống giếng. Các ngươi hãy mà thả đứa nhỏ ra đi. Đứa nhỏ vô tội mà. Thả đứa ra đi. Con đường này là của Tỷ Phấn tự chọn. Nó không có trách ai đâu. Ngươi thiệt nỡ lòng nhìn thấy con của người bị chết hả? Ngươi hãy nói đi. Nó là con của người đó mà. Chị Lâm à, tại sao chị lại làm như vậy hả? Đừng chị Lâm à. Dương Ngủ, tại ngươi nhẫn tâm thôi. Đừng có trách ta. Xin đừng. Chết đi Đại gia, tôi là trưởng làng của làng này. Tất cả hậu quả ta đều phải gánh hết. Về cái chuyện này ta một mình xin gánh hết. Người, người giết ta đi. Giết ta đi. Đại gia, người hãy giết chúng tôi đi. Chúng tôi vì tham lam tiền thưởng của hoàng phủ mới hại người như vậy. Chúng tôi vô dụng. Chúng tôi không nhịn được cơn đói. Mười vạn lượng. Mười vạn lượng. Mười vạn lượng đó. Mười vạn lượng. Mười vạn lượng. Mười vạn lượng. Mười vạn lượng. Ngươi là Dương Ngũ hả? Đúng. Thì cảm ơn cô cứu lại chị Phấn.
Thiền Hải Nhân là cha của ta. Tại sao ngươi lại giết ổng? Tại sao? Đầu của hắn đã bị ta chém xuống. Nếu như còn muốn ta đền mạng thì tùy cô thôi. Cô không lấy à? Ta bằng việc quan trọng phải đi. Ra là tổng quản đại nội phái cao thủ tới. Kim đại gia và Kim nhị gia quả thiệt là tài thiện xạ. Nghe nói là đồ thống chánh đặc kỳ sát đồ đại nhân cũng muốn lấy đầu của Dương Ngũ. Giờ sức hắn, nếu hắn giết được Dương Ngũ, tổng quản đâu cần phái chúng tôi tới. Đúng lắm, đúng lắm. Cái cây thương dài khiêu qua múa lại của hắn đâu có bằng cây súng lửa của hai vị đại gia ở đây chứ. Không phải không? Dương Ngũ thiệt là một miếng thịt béo 10 vạn lượng đó. Miếng thịt này không có béo lắm đâu. Dương Ngũ đã giết biết bao dân làng, ít nhất là đáng giá 50 vạn lượng. Cao đại nhân có thấy đúng hay không? Đúng lắm, đúng lắm, đúng lắm. Tên tội phạm Dương Ngũ hả, đã giết bao nhiêu người rồi, tiền thưởng hả, phải thêm một chút chứ. Được, để ta thưa vị của Dương Ngũ, ta bấm lên triều đình. Tới chừng đó hai vị đại gia không quên phần của ta chứ. Một miếng thịt lớn như vậy chúng tôi nuốt không hết đâu. Cao đại nhân đừng có lo. Phải đó, hôm nay cảm ơn hai vị đại gia trước nha. Mai này còn phải nhờ hai vị đại gia nói tốt vài lời giùm ta ở trước mặt của tổng quản ha. Tên tội phạm Dương Ngũ này đã giết bao nhiêu người như vậy, biết làm sao không? Vẫn còn chảy máu nhiều lắm. Một là cô giết chết ta, cô đừng có theo ta nữa, cô đi đi. Đi? Ta có thể đi đâu chứ? Trở về làng hay sao? Tại sao biết bao nhiêu người ngươi không giết mà ngươi lại đi giết cha của ta chứ? Xin lỗi, cái mạng này sau này sẽ trả lại cho cô. Ta không cần lấy mạng của ngươi, ta chỉ muốn lấy lại cha của ta thôi. Ngươi có thể trả cha của ta lại cho ta hay không hả? Ngươi có làm được hay không? Bây giờ ngươi đi đâu vậy? Vô thành. Vô thành? Bây giờ họ đang chờ ngươi, ngươi vô sẽ bị chết đó. Cô đừng lo, ta hứa sẽ trả lại cái mạng cho cô mà. Ta nhất định sẽ giữ lại cái mạng. Wow. Ê, cáo tiền gì vậy? Bắt buộc thủ tiền đó nha. Đại ca. Vậy bản vàng viết gì vậy? Ngươi tự qua đây bọn biết chữ sao? Không phải là không biết, chỉ là biết không hết thôi. Nè, 50 phải không?
Bạn nói là tội phạm Dương Ngũ giết chết hết cho những người ở trong làng họ Lâm. Bây giờ quan phủ treo 50 vạn tiền thưởng để lấy cái đầu của hắn. Wow, 50 vạn lượng hả? Dương Ngũ này thiệt là đáng chết mà. Đúng. Ê, nè, tấm này sao không để nhiêu tiền vậy? Đây là cáo thị mà. Nói là phản tặc con của An Hiển Nhân đã bị quan phủ bắt được rồi. Quyết định chánh pháp vào ngày 7 tháng 9. Chặt đầu đó. Ui. Ê, bà có bà con à. Tội phạm Dương Ngũ đang tới kìa. Chạy đi. Tội phạm giết người Dương Ngũ tới kìa. Chạy mau đi. Chạy lên. Đại nhân, hết chuyện của các ngươi rồi, lượm ngân phiếu đi. Đi đi. Dương Ngũ, hôm nay ngươi phải nếm mùi thương trường của ta đâm vô cổ họng của ngươi như thế nào. Ta sẽ chờ ngươi mà. Với người. Ta cũng vậy. Tức là ta có một chuyện rất quan trọng phải đi làm. Sau khi ta làm xong chuyện này, ta nhất định sẽ tới kiếm người. Được, ta chờ người nói câu này lâu rồi. Ta chọn không lầm người. Dương Vũ, ngươi đừng chết nha, hãy chờ ta đó. Tính mạng của Dương Vũ ở đây. Nếu là anh hùng thì quang minh chánh đại bước ra đánh một trận đi. Bước ra. Thank you.
cái gì đó. Cô đừng có hiểu lầm nha, tôi vừa ráp khớp lại cho cô thôi. Cô là đại phu mà, thì cô phải hiểu rõ chuyện này. Nằm yên nha. Tại sao ngươi lại cứu ta? Vậy tại sao cô cứu ta? Ta cũng không biết là tại sao. Có lẽ có nhiều việc cũng là trời định. Viên đạn trong vết thương của ngươi phải lấy ra mới được, nếu không sẽ bị viêm đó. Nhớ như vậy chắc không biết đâu. Mà móc đi nha. Ừ, chiếc vòng ngọc này là di vật của giờ ta. Nếu như ba người mình có thể sinh hoạt ở đây, được ổn định lại, chắc là vui lắm.
Ta và Tiểu Phấn đi kiếm trái rừng nha. Người muốn bỏ đi thì cứ nói, đâu cần phải diện cớ như vậy. Ta phải lên kinh thành. Được, ta cũng muốn lên kinh thành. Ta cũng có việc phải làm. Đi con đường nào cô tuyệt đối không có quyền lựa chọn. Nhưng mà từ nay chuyện của ta quyết không có liên quan tới cô đâu. Ê Hiền à, cô xuống đây uống ly trà đi. Được mà. Khách quan mời ngồi. Cho hai ly trà. Dạ có. Mời khách quan ngồi. Cho thêm ly trà đi. Xin hỏi từ đây tới kinh thành còn bao xa hả? Cỡi ngựa thì đi một ngày, còn như đi bộ đó thì khoảng 3 ngày. Còn đeo theo đứa nhỏ, vậy thì khó nói lắm. Uống trà đi khách quan. Này khách quan, trời nóng nực như vậy, ngồi uống chén trà đi. Mời. Mời ngồi. Cho chén trà thơm đi. Cô nương à, chỗ này là rừng hoang vu mà một cô gái lên đường rất là nguy hiểm đó nha. Phải đó, phải đó. Một người cô gái lên đường á thì rất là nguy hiểm. Hay là vậy, mình hay kết bạn uống trà nha. Uống xong á mình cùng nhau lên đường hả, chịu không? Uống đi. Uống với tôi đi mà. Uống với chúng tôi đi. Nè uống đi mà, mắc cỡ gì nữa chứ. Đừng có đụng tới ta. Nè, đừng sợ mà, cô nương à, uống đi. Uống xong mình lên đường mà. Đúng rồi, uống đi. Nè, đáng đời chưa? Cô nương thiệt tình. Một cô nương mà thô lỗ như vậy, lịch sự chút xíu đi hả? Uống trà đi mà. Trời là tức quá đi mà, do mày chết nè. Đánh ta. Nè, cô nương ngồi xuống chén trà nè. Uống đi mà, uống chén trà đi. Làm vậy? Uống chén trà đi. Cô nương, chén trà đi. Đi mà, ngồi xuống chén trà đi. Uống trà đi mà. Là Dương Ngủ đó. Chạy đi. Người đến họ làm gì? Người nói là mình đừng ai nấy đi mà. Đây là lần cuối cùng, coi như ta trả ơn cô đã cứu ta và Tiểu Phấn. Người nói láo. Nếu như người không thích ta thì người sẽ không cứu ta. Người có nói với ta, con đường của họ là do họ tự chọn. Tại sao người không cho ta chọn con đường của ta đi? Tại sao mình không thể ba người chung sống với nhau chứ? Đừng có nghĩ gì cô đã cứu chúng tôi nha. Không phải. Người đừng có tự dối mình nữa. Người thích ta mà. Tại sao con đường của ta ta lại không thể chọn? Ta không sợ chết đâu. Con đường mà ta đã chọn cũng giống như là Tiểu Phấn. Cô hiểu hay không? Người đàn bà của ta không phải là cô. Đây chỉ là một món đồ thôi. Trả lại đây. Nếu mà không trả tôi giết cô bây giờ. Trả lại đi. Người giết ta đi. Hey.
Nè, Dương Ngũ tới kìa. Dương Ngũ tới kìa. Dương Ngũ tới. Dương Ngũ tới kìa. Dương Ngũ tới kìa. Dương Ngũ tới kìa. Chém. Xét đồ đồ thống. Dương Ngũ, mình mỗi người một đứa, không ai nợ ai. Xét đồ đồ thống, ngươi là quan triều đình, cấu kết với tội phạm, công khai phản lại triều đình. Mày đâu? Dạ. Giết đó. Dạ. Dương Ngũ, ngươi còn nhớ đã hứa gì với ta không? Làm xong chuyện này đến một trận ác liệt với ngươi. Dương huynh, lần này được ngươi cứu mạng, ta suốt đời sẽ ghi nhớ. Qua lung đồi núi bên kia ngươi sẽ được an toàn. Tới chừng đó thì ngươi sẽ được gặp lại An đại nhân. Tiễn đưa ngàn dặm cũng phải chia tay, ta không có gì đền đáp. Xin Dương huynh nhận tiểu đệ này một lại. An huynh, bảo trọng. Dương huynh cũng bảo trọng. Chào. Thật ra tại sao chúng ta lại không đi theo hắn? Người đã có nói qua luôn đồi núi này là sẽ được an toàn mà. Ta không thể bỏ đi đâu. Cho dù là ngươi không sợ chết thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Phấn chứ. Vì ta không muốn khi mà Tiểu Phấn lớn lên bị người ta nói là có một người cha ruột rè nhát chết. Ngươi thì phải quyết đấu với lại sát đồ à? Ta thì là không hiểu đàn ông các người. Cho dù là ngươi đánh hơn hắn rồi làm sao? Không lẽ ngươi thì muốn làm võ công đệ nhất thiên hạ à? Vậy rồi làm sao? Cứ đánh chém nhau cho hết kiếp này à? Hay là ngươi muốn Tiểu Phấn giống như là ngươi bị chết bất tử mà không biết chuyện gì? Ta xin ngươi đừng đấu với sát đâu nha. Đại trưởng phu đội trời đạp đất chỉ cần một chữ tính thôi. Nếu mà không có chữ tính thì lấy cái mạng để làm gì? Dương Ngũ, hôm nay ta phải phân hờn kém với người. Xem ta hơn người hay là người hơn ta. Thank you.
xuống đi, thả ta xuống đi. Ta không thể nào thấy chết mà không cứu đâu. Dương Ngũ, cực khí ta bị dục, mũi dao này ta trả người. Đánh tiếp đi. Sao không biết ta? Ta đâu có nói là phải lấy mạng ngươi. Qua danh người tập võ là còn phải chết dưới tay của cao thủ. Ngươi không giết ta, ta càng đau khổ hơn. Ngươi có biết không vậy? Ta hiểu. Nếu như là ta, ta cũng như ngươi thôi. Lúc xưa ta cũng biết đếm môi bị người ta đâm vào cổ họng. Bây giờ được tội nguyện rồi, xin nghĩ tình quen nhau, chúng ta tội nguyện đi. Sau khi mình tới Nam Phương rồi, có thể kiếm một rừng sâu để mà ẩn cư, không gặp ai hết. Lúc đó mình sẽ tự làm ruộng, trồng trọt đủ thứ. Nếu như các người bị bệnh, ta có thể chữa bệnh cho các người. Đợi Tiểu Phấn lớn lên, ta sẽ dạy cho nó chữa bệnh chết thuốc. Thôi, tới bến đò rồi, xuống đò rồi nói sao đi nha. Ừ. Cô lên trước đi. Nè, đưa Tiểu Phấn cho ta. Tâm Lan, cô biết bơi không vậy? Không biết, ta học hoài mà không được. Vậy cô phải ngồi vững nha. Ừ. À, ngươi làm cái gì đó? Tâm Lan, dù sao thì con đường của chúng ta đi có khác. Ta không có muốn cái gì hai cha con của chúng tôi mà phải chịu nhiều đau khổ, cô hiểu không? Đi tới phương Nam đi. Đi tới phương Nam kiếm một chỗ khá hơn để sinh hoạt. Đừng, đừng như vậy mà. Vòng ngọc này cô giữ lại làm kỷ niệm nha. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải làm như vậy hả? Ha ha ha.